Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Mão tháng 10 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Bước sang tháng 10 âm lịch, người tuổi Mão đang có được sự tự tin khá lớn khi những việc bạn làm và theo đuổi đều đem về kết quả khả quan. Bạn đang dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó và đây cũng chính là động lực để tiếp tục cố gắng, phấn đấu hơn nữa trong tương lai. Sự tự tin cũng giúp con giáp này đặt ra những đích đến cao xa và nóng lòng chinh phục. Tuy nhiên, đừng quên lập kế hoạch cần phải dựa trên năng lực của bản thân, chớ nên mơ ước quá viển vông mà tự tạo thành áp lực. Bên cạnh đó, có thể vẫn có một vài chuyện rắc rối xảy ra nếu bạn quá ngạo mạn với những gì mình đang đạt được mà đâm ra chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Bạn càng tỏa sáng thì càng dễ lọt vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân ganh ghét, do đó lúc nào cũng phải chú ý thái độ và làm việc thận trọng để bảo toàn thành quả. Tài chính trong tháng đang trên đà tăng tốc, có các tinh soi chiếu nên chuyện làm ăn của tuổi Mão khá thuận lợi, rất thích hợp cho những công việc như ký kết hợp đồng, thúc đẩy quan hệ với các đối tác với sự thông minh, tài hoa và đặc biệt là biết giữ chữ tín của mình, bản mệnh sẽ có thêm được nhiều dự án triển vọng cũng như cơ hội kiếm tiền tốt đẹp. Về phương diện tình cảm, bản mệnh nổi bật nên tất nhiên sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều người khác giới. Bạn có thể nhận ra rằng xung quanh mình luôn có những người chủ động tiến tới làm quen, chỉ là bạn có sẵn sàng mở lòng không, hay vẫn muốn đặt sự nghiệp lên trên tình cảm. Đáng chú ý, tình hình sức khỏe tháng này có phần xa sút do có hung tinh tác động bạn có thể sẽ thường thấy cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng. Hung tinh còn mang điểm báo tai họa, thậm chí bản mệnh còn gặp phải họa huyết quang, ảnh hưởng đến thân thể. Vì vậy, khi tham gia giao thông hay làm việc cần hết sức tập trung chú ý. Tử vi tuổi mão tháng 10 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi mão âm lịch có tam hợp cục che chở, công việc của người tuổi mão đang có những bước tiến rõ rệt. Con giáp này dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó và đây cũng chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng, phấn đấu hơn nữa trong tương lai. Hầu hết các kế hoạch đều có tiến triển tốt và đem về kết quả khả quan, thậm chí một vài hạng mục bạn không đặt quá nhiều kỳ vọng cũng có bước chuyển biến bất ngờ mang tới sự tự tin lớn lao cho bản mệnh. Sự tự tin cũng giúp con giáp này đặt ra những đích đến cao xa và nóng lòng chinh phục tuy nhiên đừng quên lập kế hoạch cần phải dựa trên năng lực của bản thân chớ nên mơ ước quá viển vông mà tự tạo thành áp lực con giáp này sẽ chứng minh được năng lực của mình với cấp trên đây là thời cơ hiếm có bởi bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn với mình tuy nhiên có thể vẫn có một vài chuyện rắc rối xảy ra nếu bạn quá ngạo mạn với những gì mình đang đạt được mà đâm ra chủ quan ngủ quên trên chiến thắng những thành quả trước đó trong công việc khiến bản mệnh trở nên vô cùng tự tin, thậm chí là kiêu ngạo. Chính vì thế mà con giáp này luôn cho mình là đúng, không chịu thỏa hiệp với người khác. Hung thần thiên quan sẽ khiến mọi chuyện rối tung lên bởi bạn càng tỏa sáng thì càng dễ lọt vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân ganh ghét, do đó lúc nào cũng phải chú ý thái độ và làm việc thận trọng để bảo toàn thành quả. Tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi Mão âm lịch về phương diện tài lộc chẳng những công việc tài lộc của người tuổi mão trong tháng mới cũng rất đáng mừng con giáp này có những bước tiến rõ rệt trên con đường tăng tiến tài sản tuổi mão đã xác định được mục tiêu và đích đến của mình nên không bao giờ đánh mất phương hướng những bước tiến nhanh chóng và ổn định sẽ giúp bản mệnh có một nguồn thu dồi dào dù không phát tài ngay lập tức thì cũng sẽ đủ ăn đủ tiêu có của tích lũy tam hợp xuất hiện giúp chuyện làm ăn của bản mệnh rất thuận lợi thích hợp cho những công việc như ký kết hợp đồng thúc đẩy quan hệ với các đối tác bạn liên tục nhận được những hợp đồng, dự án béo bở với nguồn thu dồi dào. Với sự thông minh, tài hoa và đặc biệt là biết giữ chữ tín của mình, bản mệnh sẽ có thêm được nhiều dự án triển vọng cũng như cơ hội kiếm tiền tốt đẹp. Tuy vậy nên cẩn trọng trong làm ăn giao tiếp, tránh thái độ kiêu căng, ngạo mạn quá đà khiến đối thủ khó chịu, dèm pha. Càng làm ăn lớn bạn càng nên đề cao cảnh giác tuyệt đối không được tham lam quá đà tránh gây ra những hậu quả nặng nề đáng sợ đặc biệt là tự rước lấy tay bay vạ và gió vào người, thiệt thân, hại sức khỏe, mệt mỏi triền miên. Quá nhiều các cơ hội đầu tư lúc này mở ra trước mắt có thể khiến bản mệnh trắng ngợp. Việc khó khăn nhất đó là lựa chọn hạng mục phù hợp. Đừng quá vội vàng ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó. Hơn nữa, bạn nên chọn hạng mục mà bạn biết rõ nhất, hiểu biết của bạn về nó nhiều nhất có thể thì bạn sẽ tự tin hơn. Nếu bạn cảm thấy cơ hội nào đó không ổn thì tức là nó có vấn đề thật. Hãy tin vào trực giác của mình ngay lúc này. Tử vi tuổi Mão tháng 10 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Trong tháng 10 năm 2021 này, vận trình tình duyên của con giáp tuổi Mão khá vượng mang tới nhiều tin vui cho bản mệnh. Với sự duyên dáng và tự tin của mình, bản mệnh nổi bật nên tất nhiên sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều người khác giới. Nhân duyên khởi vượng mang tới những trải nghiệm rất ngọt ngào và thú vị tuy nhiên mặc dù đào hoa nở rộ xong tuổi mão vẫn cần phải biết cách cư xử và lựa chọn thì mới có thể gặp được người như ý muốn đừng quên đầu tư cho bản thân về cả ngoại hình và mở rộng lòng mình để trò chuyện với mọi người thời gian này bạn có thể nhận ra rằng xung quanh mình luôn có những người chủ động tiến tới làm quen chỉ là bạn có sẵn sàng mở lòng không hay vẫn muốn đặt sự nghiệp lên trên tình cảm đối với các cặp đôi để duy trì được niềm hạnh phúc trong tình yêu đòi hỏi cả hai cùng vun sới cho tình cảm của mình vì thế, hai người hãy gia tăng kết nối, đừng vì bận rộn quá mà lơ là việc quan tâm hỏi han đối phương. Nhìn chung, đây vẫn có thể coi là một tháng yên bình cho những người đã kết hôn và một tháng tình duyên rực rỡ cho những người còn đang tìm kiếm tình yêu của riêng mình. Tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi Mão âm lịch về phương diện sức khỏe theo dõi tử vi tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch, nguyệt lệnh lâm đất bệnh, lại thêm bạch hổ hung tinh sung chiếu, tình hình sức khỏe của người tuổi mão đang có những dấu hiệu báo động. Một vài trục trặc về sức khỏe có thể xảy ra, biểu hiện là bạn thường thấy cơ thể mỏi mệt, thiếu năng lượng, ăn uống kém ngon, mất ngủ. Bản mệnh cần hết sức lưu ý, cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Thực ra là lâu nay bạn đã cố tình bỏ qua những dấu hiệu mà cơ thể ngầm báo cho bạn. Nếu có thể thì thời gian này bản mệnh nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn là gắng sức làm thêm việc nọ, việc kia. Hung tinh còn mang điểm báo tai họa, thậm chí bản mệnh còn gặp phải họa huyết quang, ảnh hưởng đến thân thể. Vì vậy, khi tham gia giao thông hay làm việc cần hết sức tập trung chú ý. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mão trong tháng 10 âm lịch năm 2021. 1. Tân mão, thuộc mệnh mộc, nam thái âm, nữ thái bạch khẩu quyết, dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó. Quý nhân, thìn, mão. Tiểu nhân, ngọ, hợi. Màu sắc may mắn, trắng, tím. 2. Quý mão, thuộc mệnh kim, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, tự tin nhưng tránh quá ngạo mạn mà đâm ra chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Quý nhân, mùi, dậu. Tiểu nhân, ngọ, thìn. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. 3. Ất Mão thuộc mệnh Thủy, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết làm ăn thuận lợi, thích hợp ký kết hợp đồng, thúc đẩy quan hệ với các đối tác. Quý nhân ngọ mùi. Tiểu nhân tị hợi. Màu sắc may mắn: xanh, đen. 4. Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết người độc thân thu hút được sự quan tâm của nhiều người khác giới. Quý nhân Mão ngọ. Tiểu nhân dậu dần. Màu sắc may mắn cam, đỏ. Năm Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, Nam Thái Dương, nữ Thổ Tú. Khẩu quyết tình hình sức khỏe đang có những dấu hiệu báo động. Quý nhân, hợi mùi. Tiểu nhân, tí thân. Màu sắc may mắn nâu, hồng. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi Mão trong tháng 10 năm 2021 âm lịch hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại